nu của công nha bạn. Cái này cái sắp đế nhưng mà nó cũng dạng nó bị nó không đạt trầm trầm, cái đế nó cũng không đạt trầm 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 à. Nó cũng có rễ nhưng mà rễ nằm ở dưới à. Đó. Này, những có mấy cái khe nó chưa đạt đâu nha bạn, nhưng mà cái này nó nhìn nó được giống như đế bổ điều. Cái sắp đế tàn thì người ta cũng có làm xương xương cây mini nha bạn, lùng thịt con khúc rồi. Cây này không có gửi chậu nha bạn, muốn gửi chậu cũng được bạn ơi, chậu này cũng cây mình bưng lên thử rồi. Thôi nó cũng nặng quá trời, nhìn nhiêu nó cũng nặng bạn, nặng hơn 5 kg, nhiều cũng cả chục ký rồi. Xa là mình không gửi chậu nha bạn, còn như ở gần thì mình tại chậu này chậu xi măng có 20-30 ngàn, chắc nghĩ chắc 50 ngàn quá, chậu này 50 ngàn quá, chậu xi măng cao hơn cái hơn cái hũ kèo một tiếng con khúc, cái đoạn thân này con khúc à thấp hơn cái gan mình, cái này chắc phải 12, tới đây chắc phải 12 nè ngày vậy. Vô công nha bạn, quay clip hay clip câu giải trí cuối năm thôi, mình được mua mấy cái này về mình nuôi tiếp. Này mình mới thúc cành mình vô kẽm lại, với mình đảo lại cái ngọn người ta làm ngọn bên kia mình cắt mình bỏ luôn, mình đảo lại ngọn thấy nó đơ đơ sao sao, mình thấy mình nuôi lại ngọn mới, mốt mình ra được mình làm lại cái mới. Này về mới nuôi nửa đường, chưa được nửa đường đâu, cây này mới được tí xíu cũng được gần được nửa đường, còn phải nuôi về dài nha bạn, mấy cái này nuôi về dài, gần thì tặng luôn cái chậu, ai gần tặng luôn khuyến mãi luôn cái chậu. Nuôi công nha bạn, 1-2 bữa nữa là nó hết nhận hàng các bạn, giờ ra phần ta cũng ra chợ người ta bán nhiều rồi, 19-20 ra chợ bán rồi bạn ơi. Em thì có dịp có điều kiện thì cứ ra chợ thì thoải mái hơn, ra chợ thì cây bạc ngàn, ra đó tha hồ mà lựa bạn, còn giá cả thì phải tham khảo thêm nha, cái đó mình không biết nha, quan trọng cũng là giá cả thôi. Nói chung ra chợ thì chi phí mặt bằng, điện nước, nhân viên chi phí cũng khá cao, nên có thể giá cây thì nó có thể xê dịch tí xíu, cái đó đương nhiên rồi. Tại ra hội chợ mấy bạn, chợ là chi phí vận chuyển ra đó nè, thứ nhất là chi phí vận chuyển nè, thứ hai là tốn tiền mặt bằng, nhiều mấy cái sạp lớn lớn thì có thể tốn tiền nhân viên nữa, chưa tính tiền ăn nhậu nữa đó. Cơm nước ăn nhậu nữa, cơm ghe bè bạn, cơm nước ăn nhậu nữa đó, tiền đó tính vô luôn các bạn ơi. Nuôi bồ công, cái này nuôi mặt khỉ, nuôi khỉ chứ không phải trong sim đâu nha bạn, nuôi khỉ. Cái ngọn này nuôi nó mập mập lên chút, tôi giật lại nha, cái này nó đẹp hơn, nó ra một số tượng như thế này. Nuôi công nha bạn,